lúc nâng phía xa âm bì à cà rạ chư chạp nâng bề đài sạch rây mộc đặc đời chả hay dương tam bảo bài cá bà này đăng thà nâng tụi tàng phía phục lột dương nít cư miên sạch rây đòi tới chiêng 80% đài miên à cà rạ chư chạp nâng bề đài màu đặc đời hồi thà ta hai à cà rạ nốt cư miên là cản ạp xem khỉ chả đôi chứ nát thà ta cả chữ chạp ní bà đà mà bìa với hai vì chị à cà rạ thò mà đá rư môi cô giang nà nốt hai thà ta nâng miền phò bà bò với khát đó sau khi bà bò sạch rấy lúc mình đất lục vị chạm đất tăng tây hóng nâng châu một bộ sài chun bày mà bà dương trà khi ông sôm spa công lục vị chạm đất châu không cam thì bà dương tạm đong trà sôm chim điệp số lục vị chạm đất trà trong trường lịch xưa ở nét rấy su chân đá nâng chun rôm chật mai nét sập từng ngõ khi ông sôm sừng khép chấm nốt giờ bầm buồn mình đang bỏ ra ở bàn chế bám ở các bài. Đừng bấy cái mọi khó khăn tôi sẽ làm video của mình mấy xong chơi subscribe rồi hãy chơi lời rút bình đẳng. Chúng ta chỉ mới cái thay vì prevalent đại dương đằng ấy để bàn về mấy những cái thay trả này là trong việc public blog bị đập rầm từ đó cao sự bắt sự bùng bùng phía rồi để sự thấy để miền rồi đấy miền cá chư không phù chư phù năng chúng nói tiếp cái ta chúng ngư này về miền ai trái từ chữ pi krom krom thì muối cái hai ta primary dysmenorrhea cứ chia chúng ngư đã cá đã miền mù là hai krom thì pi cái hai ta secondary dysmenorrhea nó cứ krom đại miền đại chia chúng ngư đại miền mù là hai sầm khăn vì pro vì khóc nè, chấm krom thì muối cho nên ta cắt nơi chụp post trai để cầm bông pin bay để tôm pin bay nâng khung dạ phải chuyện đó dụ phải tiệm phải lắm, cho nên ta cắt nơi khung krom nâng hay khả năng đó dụ cho nên tới tiết hay thọp miên côn cho nên tới hai đi phải nâng bị chốt thọp mà mình chúng nói thì bấy cứ tha chúng người nơi biết vừa ở lại cái nào bao nhiêu cứ cho chứ nơi lư ở ăn ngà càng khảo mà chạp đam mui rồi có pi ngày môn pe chạp đam rồi đấy rồi có ngày để nhẹ rồi đấy hơi vì chư bài chừa mà ngày pi ngày bảy ngày tới có bạn từ bình thường chúng nói thì buồn cứ tha vì chúng nói tầm khan môi đại dương trời đang thà hai đầu với ban chừa bằng coi chữ chạm nắng cá chữ chạm nắng cứ tranh pi chiết mà giang đã cái hai thà prostaglandin nắng PGF2 alpha chiết nắng cứ thà tranh pi rồi sbon sạch bài sbon thằng nó pel để lại chiêm nắng chiết nó bị tranh màu chụp kia chiết prostaglandin nắng bị thừa ở sbon nắng thành trạ khlang hai pel để cần trạ khlang nắng bị thừa ở việc kiếp sở sai chiếm đối với khóa chiếm châu thực không số bốn này cả đại khóa chiếm nắng biệt vừa ai và tranh chiết mà dáng cái hai ta type C pain neuron biệt thừa ai bệnh nhẹ cao sẽ ta nắng chẳng hỏi ban chia biệt vừa ai trừ cái nắng này để xa prostaglandin nắng ấy ban chia nè để chư là biệt nắng ai pra tham là biệt cái ibuprofen tham để sum nhập pra chư lại chơi nắng đôi chị ibuprofen chị đám nắng tham nắng cứ thà vía phải chăng cho môi à prostaglandin hai đứa này hai bạn chị miền phải sửa tập hiệp chúng nó chỉ pram cứ hai này pay lẹ cần áo váy tới đây phơi ấy chúng cắt chúng người nắng phía trên chụp buôn nè để cắt chúng người nắng đòi khâm miên để mùa hè nắng cứ khâm miên hai này pay đi còn tại bờ sân chỉ miên cứ thà vì trên tại từ là nè na để ở dụ tới chiên 30 năm để chập đam từ bụng để chập đam pin bay từ bụng ấy pram từ đó từ 30 năm nâng tới chiên 30 năm nâng tràn từ miền cả chủng người nâng hay nè để scom clang được có thoát clang ấy có miền cả tràn này nè để trụ vào đấy nè để chập miền rồi đầu pe cứ thà miền rồi đầu muốn ở dụ đó 20 năm nâng nè na để miền crossa để cả chủng người nâng rồi còn nè na đây kỳ thọp ở miền cả thọp rùm lốp càng phơi phết tôi tính bà miền bà nè na đây miền con bị khmer hay rồi còn miền con trắng cứ tha mình xây miền cá chủng người nàng tề chúng nói tì bầm môi cứ tha krom tì pi đây miền mù là hai đó miền trắng na còn tại mù là hai là sầm khăn trắng trên kế cứ muối cái hai thà endometriosis endometriosis គឺ មាន សាច់ សន្ទះ ស្បូន ខាង ក្នុង ដែល វា រសាត់ ទៅ នៅ ក្រៅ ក្រៅ ស្បូន ទៅ ទុំ លើ ពោះវៀន លើ ផ្លោក នោម ក្នុង ពោះ ហ្នឹង គឺ ថា ធ្វើ ឲ្យ ឈឺ ចាប់ ច្រើន នឹង សម្បូរ សម្បូរ ណាស់ ស្ត្រី មាន ច្រើន ណាស់ ដែល កើត ជំងឺ ហ្នឹង ហើយ ជំងឺ ម្យ៉ាង ទៀត គឺ រលាក ស្បូន ឬ ក៏ មាន ពង ទឹក នៅ ក្នុង ovaire ឬ ក៏ ដោះ សាច់ ពុក នៅ ក្នុង ស្បូន គេ ហៅ ថា fibroid ឬក៏អ្នកដែលប្រើកងពន្យាជីវិតដែលគេហៅថា IUD ពួកហ្នឹងគឺថាច្រើនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺចុកពោះហ្នឹងចំណុចទី 7 គឺថាគេអាចរកឃើញគ្រូពេទ្យអាចរកជំងឺហ្នឹងអាចពិនិត្យអ្នកជំងឺគឺថាកាលណាគេស្ទាបចូលក្នុងស្បូនហ្នឹងទៅលូកដៃចូលទៅគេអាចដឹងថាវាមាន endometriosis ឬក៏មានរលាក ស្បូន ឬក៏មាន ដោះសាច់ នៅក្នុង ស្បូន គឺថា ស្ទាបទៅ គេអាចដឹងបាន ចំណុច ទី 8 ដើម្បី ឲ្យ បញ្ជាក់ ឲ្យ ឃើញ រក ឲ្យ ឃើញ ជំងឺ ដែល កើត ដែល មាន មូលហេតុ នោះ គឺ អាច ធ្វើ តេស្ត ភាគ ច្រើន គឺ ថា បើ សិន ជា ជំងឺ នឹង ជា ជំងឺ បឋម ដែល គ្មាន មូលហេតុ គេ មិន ចាំ បាច់ ធ្វើ តេស្ត អី ទេ ប៉ុន្តែ បើ សិន ជា គេ សង្ស័យ ថា មាន មូលហេតុ គឺ ថា គេ អាច ធ្វើ តេស្ត ធ្វើ តេស្ត គឺ ថា តេស្ត រោគ មេរោគ មេរោគ ដូចជា មេរោគ gonococcal ហើយ និង chlamydia មេរោគ ពីរ ហ្នឹង ច្រើន តែ មាន ធ្វើ ឲ្យ រលាក ស្បូន គឺ អាច ធ្វើ តេស្ត រក ឃើញ បាន ហើយ ត្រូវ តេស្ត ថា តើ អ្នក ហ្នឹង មាន ទម្ងន់ ឬ ក៏ អត់ ហើយ មាន តេស្ត ម្យ៉ាង គឺ ថា សម្រាប់ រោគ មហារីក គេ ហៅ ថា CA125 ចំណុច ចុង ក្រោយ បំផុត គឺ ថា គេ អាច ប្រើ ថត ដើម្បី ឲ្យ ឃើញ មូលហេតុ បាន ថត ដែល គេ ប្រើ ច្រើន ជាង គេ គឺ ហៅ ថា ultrasonography echo ហ្នឹង គឺ ថា អាច រក ឃើញ មូលហេតុ ច្រើន យ៉ាង ណាស់ ជួន កាល គេ អាច ប្រើ គេ ហៅ ថា CAT scan ឬ ក៏ MRI ប៉ុន្តែ ភាគ ច្រើន គេ មិន សូវ ប្រើ ទេ យូរ គេ ប្រើ ម្ដង ហើយ តេស្ត ចុង ក្រោយ បំផុត ដែល គេ ប្រើ គឺ ថា គេ ប្រើ គេ ហៅ ថា laparoscopy laparoscopy ហ្នឹង គឺ គេ ចោះ ចូល ក្នុង ពោះ គេ ដាក់ ពិល ចូល ទៅ គេ អាច រក ឃើញ ជាពិសេស គឺ ជំងឺ ដែល គេ ហៅ ថា endometriosis ហ្នឹង ការ ចោះ ពោះ ក្នុង ពោះ ហ្នឹង គេ អាច រក ឃើញ ផង គេ អាច ព្យាបាល ផង ពី ព្រោះ គេ អាច ដុត endometriosis ហ្នឹង ធ្វើ ឲ្យ ជា បាន នេះ ជា លក្ខណៈ សង្ខេប ចំណុច សំខាន់ ចា លោក បញ្ជាបណ្ឌិត នាង ខ្ញុំ ចង់ សួរ បញ្ជាក់ លោក បញ្ជាបណ្ឌិត បន្តិច តើតង ជាមួយ នឹង ប្រភេទ 2 មិញ ហ្នឹង ដែល លោក បញ្ជាបណ្ឌិត បាន លើក ឡើង ហ្នឹង គឺ មាន ន័យ ថា បើ ប្រភេទ ទី 1 មាន ន័យ ថា មិន មាន ហានិភ័យ អី ធ្ងន់ធ្ងរ ទេ មាន ន័យ ថា ឈឺ ជា អាការៈ ធម្មតា តែ បើ សិន ជា ចូល ក្នុង លក្ខណៈ ប្រភេទ ទី 2 មាន ន័យ ថា ស្ត្រី ហ្នឹង គឺ គាត់ មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ ប្រឈម ជាមួយ នឹង ជំងឺ ផ្សេងៗ មាន ទេ ចា ត្រូវ បាទ កាលណាចូល ក្នុង ចម្ពោះ ទី 2 ហ្នឹង បាន ន័យ ថា វា មាន មូលហេតុ មាន មូលហេតុ មូលហេតុ អ្វី មួយ ដែល បង្កើត ឲ្យ កើត ជំងឺ ហ្នឹង ក្នុង ក្រុម ទី 1 គឺ គ្មាន មូលហេតុ ទេ គឺ អត់ មាន អី ទេ គឺ ថា ធម្មជាតិ ដោយ សារ ចេញ ទៅ ជាតិ prostaglandin ហ្នឹង ក៏ ធ្វើ ឲ្យ ចុក ឲ្យ ធម្ម ចុក ឈឺ ចុក ចុកចាប់ ទៅ ក្នុង ពោះ ហ្នឹង ក៏ ប៉ុន្តែ បើ គេ ពិនិត្យ រក ក្នុង ស្បូន នៅ ក្នុង តងស្បូន នៅ ក្នុង ovaire នៅ អី ទៅ អត់ មាន អី ទាំង អស់ គឺ ថា ស្អាត ទាំង អស់ ឆ្លោះ មើល ក៏ អត់ ឃើញ ថត ក៏ អត់ ឃើញ ស្និប ទៅ ក៏ អត់ ឃើញ នឹង ក្រុម ទី 1 អញ្ចឹង ហើយ បាន គេ ហៅ ថា គ្មាន មូលហេតុ ដែល គេ ហៅ ថា primary ចា ក្រុម ទី 2 គឺ ថា secondary ហ្នឹង គឺ ថា វា កើត មក ពី អ្វី មួយ អ្វី មួយ ហ្នឹង ដូច ខ្ញុំ រៀប រាប់ ហ្នឹង វា មាន ច្រើន ណាស់ ហើយ សម្បូរ ជាង គេ គឺ ពួក គេ ហៅ ថា endometriosis ហ្នឹង ហើយ នឹង fibroid ពីរ ហ្នឹង សម្បូរ ណាស់ អ្នក ស្រី ភាគ ច្រើន ដែល កាលណា ឈឺ ពោះ គឺ ថា សឹង តែ គ្រប់ គ្នា ក៏ មាន កើត ជំងឺ របៀប ហ្នឹង ចា ចា ជំងឺ ហ្នឹង វា មិន ធ្ងន់ធ្ងរ ទេ មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ មហារីក ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ វា ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ឈឺ ចាប់ ហ្នឹង ឈឺ ចាប់ ចុក ពោះ ពេល ដែល មាន មាន រដូវ បាទ ចាចុះ បើ សិន ជា គាត់ ចុក ពោះ ហើយ យើង គាត់ អត់ ដឹង ថា តើ បណ្ដា មក ពី ថា មាន មូលហេតុ ឬ ក៏ មិន មាន មូលហេតុ មាន ន័យ ថា គាត់ ត្រូវ តែ ទៅ ពិនិត្យ នៅ គ្រូពេទ្យ ដើម្បី ឲ្យ គ្រូពេទ្យ អាច ប្រាប់ ពី មូលហេតុ បាន ឬ ក៏ យ៉ាង មិន ដែរ លោក ជាបណ្ឌិត ចា ត្រូវ ហើយ បាទ ត្រូវ តែ ឲ្យ បើ សិន ជា វា ឈឺចាប់ បន្តិច ទួច មិន ជា ខ្លាំង ខ្លា ហើយ វា គ្មាន ដូច ថា គ្មាន ធ្លាក់ ស គ្មាន ធ្លាក់ឈាម អី ច្រើន ជាង ធម្មតា វា គ្មាន ស្ទាបទៅ ឃើញ ដងពោះ អី ច្រើន គ្រាន់តែ ដូច ថា ពេល មករដូវ ម្ដងម្ដងជាពិសេសកាលណាចាត់មានរដូវដំបូងហើយគឺយើងលេខឆ្នាំទៅវាបាត់ បើសិនជាស្ដាងស្ដាងថ្លាថ្លាមនឹងមិនអីទេអានឹងវាធម្មតាទេប៉ុន្តែប្រកាន់តែធ្លាក់សទៅពណ៌លឿងដូចឲ្យធំក្លិនខ្លាំងអានឹងគេថាជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យចាចាចាសូមអរគុណលោកប្រចាំបណ្ឌិតចាបាទយើងអាចដូចថាយើងអាចសាក់លេខឆ្នាំពេលរដូវហ្នឹងពេលធ្លាក់មានរដូវហ្នឹងវាថាវា រាល់ខែពេលមុនរដូវហើយវាពីវាថ្ងៃបាត់មកអានឹងវាជាលក្ខណៈមួយដែលថាបញ្ជាក់ថាគឺវាមានជាជំងឺដែលមិនមានមូលហេតុបាទ ពេលហ្នឹងបានយើងទៅឲ្យគ្រូពេទ្យគេមើលបានចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិត នៅដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការពីឲ្យជំងឺនឹងដែលកើតមកហ្នឹង ថ្ងៃពី មណ្ឌលសុខភាពស្ថាប័នជំនាញគេក៏ដើរទីក្រុងដែរណាវាទៅវាថាអត់ឆ្នាំសម្រាប់សង្គមមិនទាន់ដល់ជំងឺអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកយើងនឹងវាអាចសក្រួមមិនទាន់ហ្នឹងបើសិនបាត់បោយជីវិតអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាថាតាអាឆ្នាំដែលត្រូវព្យាបាលហ្នឹងយើងត្រូវមានវិធានការរកឆ្នាំអីដើម្បីមកជួយបើដូចថាយើងចាក់ព័ន្ធទៅមណ្ឌលសុខភាពគឺវាថាឆ្លើយមកថាអត់ឆ្នាំទាំងប្រភេទចុករៀបនឹងស្អួតអីគេថា ហើយខ្ញុំមានសត្រូវខ្ញុំមានសត្រូវដល់តែថាពេលហ្នឹងវាមានក្រុមសិលធម៌ចិត្តមិនមែនដល់យើងអាចចំណាច់មួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិយាយតែសួររហូតដល់មានការដែលហៅថារក្សានៅអាជីវិតរបស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងដើម្បីឲ្យយើងមានឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលបើមិនដល់សុខភាពគេថាអត់ឆ្នាំអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំចំណុចហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយលើពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាក្រសួងមកផ្ទៃលោក ខោខៃគាត់ថាឆ្នាំខ្លីៗឆ្នាំនេះដែលថានាំចូលមកគាត់ថាឲ្យទុកស្កាត់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមន្តិតជួយឲ្យជាអនុសាសន៍មកវិញថាដើម្បីជាបរដ្ឋយើងមិនអាចទៅរកឲ្យឃ្លីនិកឯកជននេះអានេះវាថាពាក់ព័ន្ធដល់អាឆ្នាំខ្លីៗចុះបើសិនយើងគិតថាបង្កើននៅគុណភាពវេទនាក្រៅដើម្បីផ្ដល់មកឲ្យមណ្ឌលសុខភាពដូចជាតាមទីពេទ្យបរដ្ឋដើម្បីការបន្ថយអាភាព ក្រៃក្រមរបស់វិទ្យារដ្ឋដូចធម្មតាស្ត្រីកម្មគោរងចាត់គាត់អត់មានលុយទេដោយសារតែហៅពេទ្យឯកជនចុះបើប៉ះចំឆ្នាំកាយខ្លាយអានឹងតើវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកស្អីគាត់ថាឲ្យទប់ស្កាត់អាឆ្នាំនាំចូលខ្លាំងៗខ្ញុំថាបើសិនអ្នកការទប់ស្កាត់នាំចូលខ្លាំងៗសម្រាប់គ្លីនិកឯកជនគួរបង្កើនគុណភាពថ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដូចយើងថារដ្ឋមន្ត្រីយើងតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺយកចិត្តទុកដាក់នឹងវិទ្យារដ្ឋយ៉ាងដូចមិនដែរចាសូមអរគុណច្រើនលោក សាល ចា មាន 3 ចំណុចចំពោះឆ្នាំហ្នឹងគឺថាយើងនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងនៅខែក្រោយបាទប៉ុន្តែ tham đại sưu phá chân kế cứ buộc tham sầm lập chư sạ đại sạ chương cả arthritis medicine chỉ biết xếp buộc Advil rồi có ibuprofen năng buộc liều năng cứ thay lấy tới việc thử bị buộc thay việc tụp tua năng prostaglandin năng cứ thay về còn để chư tịch tuổi làm năng dương năng đọ sài ấp bởi vì gì ở các bãi nơi đời cài còn tại trong phố Canada đại việt miền Asan chúng như phía Asan cứ tha từ bà sân trên nơi xô Mỹ cứ tha miền cả tập và cái chỗ bảo vệ năng từ mơ nè chúng người năng mình ai năng bảo bóng nè chúng người năng bàn thế bởi Canada dương mình mơ bàn ấy ta dương bảo bóng cứ tha dương từ từ tua tô bàn nơi nơi xã rồi ở trong phố năm đều cai năng chia nền tì ra bóc cái xuống nền tì ra bóc ra tháp phi ba cái xuống từ na sọc cáp phi ba rồi cái xuống bồi lý cái xuống ấy năng trời miền cái tập cách trời cháy cái lại lụa tham năng đám bấy không ở tham cai năng mình men chia nền tì ra bóc nè sau cái chia nền tì ra bóc sọc cáp phi ba cái xuống sọc cáp phi ba nền tì ra bóc rót đôi chia mà hộp để lọt để miền triệt kỳ miền năng mình men chia nền tì ra bò nè sau đó bà chia nền tì ra bò ra tháp thì bà để thà dương tới từ tua khó tới bà cả na dương bùa nè sau khi từ đăng ấy miền là ná miền chấm đây bị chia từ mờ đăng to xe cái xuống rót tháp thì bà năng từ ai miền sầm mặt thiệp năng năng người trôi biển đất đường năng hai công tới tôi nè sau đó bà thì bùa mà học từng ao năng tham từng ao năng dương mới dương ở đăng thế bà cái miền Nam mới đăng thế, cho tại cái nhà để miền Sài Gòn tập hiệp tới chuột pin đất, tới chạy mới họ do Nam năng từ phương cà phê tập đồng bàn, họ cả để thuê chẳng chẳng mình men chia nền tì rồi bỏ, bị chi bù rót thế, chia nền tì rồi bỏ rót tháp thì bà mà. Chà, xong ông con trai lục bây giờ mình đất, lời dương từ lào bảo bậc thiên bọt bảo dương vĩnh, nếu khi ông miền sầm nô muối tẹt tông cho môi nâng bậc thiên bọt đấy, xong xuôi từ lục bây giờ mình đất tẹt tông cho môi nâng akara chư chạp đi thà ta, bà sân chia sợi dây nâng quạt miền ở dụ căn tài tràn, thà ta akara chư chạp nó về để quạt miền rồi đời nâng a cho thom thoi đa đi tế chả. Bà cả na dụ tràn bậc sân chia, trường ngư nâng chia trường ngư, không miền mù là hai đại cái hai ta primary. Cứ trời cho bà, trời cho cả này dụ lớp bị sám sập cho nám tới vì cho đời xa vì mình xây sập bộ trên nhà chia prostaglandin đến năng chở chừng có đơn ca được mình còn tại bớt sân chia chừng ngư năng chia chừng ngư đại miền mù là hạt đối chia với đối thời endometriosis chia đàm nắng rồi có fibroid để đốt sạch được trong bốn rồi có miền miền bóc nữa không ove nó cứ thà dụ chán có mình bật nè mình bật mình bật cho đây cứ thà vì ai nơi tờ đài rồi có trường cá với cá chả khang chiên mồn bà sân chỉ miền mù là hạt to tè rọc mù là hạt nâng khơi hơi phía ba mù là hạt nâng từ Hanoi nâng từ cá chư chạm nâng cho tọa một mình mà lúc bây giờ mình không gì chứ cứ thà bà sân chỉ mày chư năng đời khuyên hai này đời khuyên mù là hết primary năng cả na nè năng ở dụ lớp bị sám sập năm tới rồi còn nè năng miền côn tới hai miền côn tràn tới mình sợ vì mình sợ chư từ bên tây bạn. Cha xong mà con được chăm đất. Cha luôn mình đất chăm năng rồi khơi trong năm muối chăm chọn lại luôn mình đất chuối luôn mình đất. Bà chăm năng chỉ ở sốt bồ đàm không ai thế tại đó nhom vô mà hố bầm bờ cho nam ấy được thợ ở sốt của phim nhom bị lỏ luôn mình đất. Bà được thợ ở trâu ban acid khăn năng cà phê phổ biến là chỉ có luôn mình đất. Bà năm năng về miền Tây mục miền kia dưới luôn đất chăm chua do từ bị sao nó không là bầu thì mới nhom vào bầm bờ cho nam ấy. Kia dưới năng ấy chỉ muốn tập múa luôn mình đất. Bà chia vô tầm mơ bia thế cho một bọc hỏi món họ dột tật bia tật chia xuất vô từ lia cho một tật mông hãy đặt classy thế là người lắng nhầm mà pênh thế sắp hiệp xuống nó luôn đến xuống bà nâng cái hai ta nơi sọc America có cái miền pra là biếm dường đá cái hai ta herbal nâng crunchy ca nì dùm rồi bỏ bởi chỉ chuyên chua tới còn tại vì mình toàn miền cá sặc xa ở bàn đợt đỏ, đối với này dương ai tha chui của bạn, anh tha mình chui của bạn, nâng từ tam và từ tam cái buôn pet cứ tha cái mình thả cái vô prom rồi còn mình vô prom đấy còn tại bị buộc khóa cả sài chiều còn tại bên sân chơi dừng từ tuổi tiền tới bây giờ xuống có dừng phải to từ tiền đấy miền Thanh Nam miền chiết chơi trà đây kia thì dùng phá đôi chia phai mà rung sạc mà rung cho đám rồi có làm biết kia thì dùng trà bên tay cá đầy cá sắc xa sài chiều bán cho bạn lo nấu viên mình cho bạn lo còn tại chúng cá khơi thì miền chui là đàn còn tại dương trời đắng thả bởi chi phí xe bởi sân dương nơ chiêm chi phí xe bởi dương cá chùm ngư tức nôm bà em cá đại phá sắp chơ rồi có rước chơ nắng vì còn để chui khá phần tay mình thưa ở chùm ngư nâng chia đây xong complete thả bỏ tầng ổ nâng xong bây giờ tháng năm để lếp nâng còn mình thưa ở chia đạch đây cứ thả tháng năm để lếp nâng trời lếp hột hỏi để dương của đắng thả bởi sân dương phá là bỏ tầng ổ nâng hỏi phá tháng năm phóng trời bởi giặt bùi chôn cá với là bỏ nâng phải chôn tới vì thưa ở tháng năm bên tên nâng vì sang khô cầm rật rồi có bầm chẳng cái thưa ở tháng năm bên tên nâng vì rất tập biệt từ mình vì cho nên cả na dương từ tuổi tiền tháng năm nâng hơi rơi cả trường ngữ xem nâng thời xưa pet ở bàn trầm thớ hay muốn nâng dương từ tuổi tiền mà hộp tháng năm tầng ở nâng bàn trong ở con lục việt đại khi mình về nâng cái đại sa dương mình men ban này thật trong tham miền tập biệt rồi có miền tập biệt thế đại khi nhom trong đi dễ nó cứ thay vì mình toàn miền cá bị sao tam pleu vì chia xa hai trầm trâu đã mấy ở dương ai mà phá bàn bà. Cha xong ở con trán. Cha lục với cha bật đất ấy lấy đi dương miền sầm núa mối vì bây giờ bao dương tam là dạ Facebook cha cứ còn xua tha nấp đài còn miền đất đời nó cứ nằm bóng cứ ở chim màu hai nấp đài tỏ mà tiệt nó cứ còn chọc chập kháng hai miền lệ so đó cứ khắp tiệt ta đi chia miền chỉ hai pay ấy đại tế cha. Bà sân chia miên chiêm thọ mà đá vì trường ca khmau trường ca cả hóm cái na chiêm đang bị chắc về khmau cái na bị tụm lẹ plem về cả hóm đang vì mình chia bánh hài với vậy thế lớn lên tại vì chia lẹ tràn tê bà sân chia chiêm đang lẹ tràn tê đang chia bánh hà hay chồng phu đã cá lẹ sọ bà sân chia lẹ mau còn là thla là mờ đang mình ấy thì phần tay bà sân chia lẹ sọ đang mau vì khập vì khắp hay vì làng đôi bỏ những rồi có vì làng bỏ lướng đôi tu những hai thung clang clang anh nắng cứ và chỉ bàn hai chỉ vì sẽ stress để miền để rôm để miền cà rôm rẽ nắng cứ ta vì ai miền chừng người chlong chỉ vì sẽ chừng người chlong đại khi bàn này về nắng chlamydia gonococcus hay năng chủng ngữ Shlong mà dám kia hơi để miền parasit để vì mua hai thảo trichomonas nó sẽ bố na mà thưa ai vì lẽ so chán hơi mình phía chán mình sợ ai thưa ai chọc tới phần tay thưa ai nâu màu việt về bá hay năng là mò nó cứ trichomonas phần tay bà chlamydia hay năng gonorrhea nó cứ thà chủng ngữ lẽ cái nô mọc tu, bơm máy không ai dưng hay tập bơm máy slong, anh nâng cứ tới từ áo pet cái pin đất mà tới mình đến, và dân chia lẽ so về thung clang, hay lẽ so mau về khắp hay về đôi tu, anh nâng cứ ta tới từ áo pet cái pin đất thì vừa ai miền rồi liệt nơi khung trời Sibon, nơi khung đại Sibon kìa ta PID pelvic inflammatory disease បាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចូលបើសិនជាស្ត្រីខ្លះពេលគាត់មានរដូវហ្នឹងគាត់មានអាការៈចុកពោះតែបន្ទាប់មកទៀតប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកគាត់មានទៅជាអាការៈឈឺក្បាលអីផ្សេងទៅវិញថាតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីដែរចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត ក្នុងពេលដែលមានជំងឺចុកពោះហ្នឹងវាអាចមានឈឺក្បាលមកជាមួយគ្នាមានអាចមានខូចឈឺក្បាលហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យចង្អោរអាចធ្វើឲ្យលហេលហោដោយខ្យល់ចាប់ជាដើមអាហ្នឹងវាអាចមកជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែបើសិនជាឈឺពេលវាបាត់អាមួយវាចេញមួយទៀតអាហ្នឹងវាគ្មានអីកើតតងទៅជាមួយគ្នាទេបាទចាសូមអរគុណច្រើនលោកប្រចាំ